phục nơi, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống. Và hãy đến, hãy đến những vùng ngoại biên. Bạn đừng lo chi nhé, vì Chúa luôn bên ta. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống. Và hãy đến những vùng ngoại biên. Ra đi nào bạn ơi, ta đến những ngoài biên, chúng kiên làm nhân chứng cho đấng cội nguồn tình yêu, theo gương thầy Giêsu phục vụ tha nhân nhé, hạnh phúc khi trao ban. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống. Và hãy đến những vùng ngoài biên. Biên đem công bình bằng ai cho những phận người nhỏ nhói, ai muộn phiền sâu đau bạn đừng vô tâm nhé, vì Chúa trong tha nhân. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống. Và hãy đến những vùng ngoại biên. Đi nào bạn ơi, ta đến những vùng ngoại biên, Nam Châu là anh em đâu cũng là nhà một cha, cho dù là màu da hay không chung ngôn ngữ thì vẫn yêu thương nhau. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống. Và hãy đến ngoài biên. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống.